Bây giờ thầy hướng dẫn Hoàng cách làm cái bảng này nhé. Cái bảng này nó chính là cái bảng dùng để nhận biết ra tên rồi là loại chất. Đây, thầy hướng dẫn em kẻ này ra. Kẻ ra. Thứ nhất là số thứ tự. Số thứ viết tắt nhé. Số thứ tự. Thứ hai là công thức. Thứ ba. Loại chất. Thứ tư là tên gọi. Đấy. Bây giờ thầy làm mẫu trường hợp này. Kẻ bảng ra nhé. Em dùng thước em kẻ ra. Chất 1. Chất 1 chính là đây này. H2O này. Thì công thức chính là H2O. Thì loại chất đây chính là oxit phi kim. Oxit phi kim. Thế còn tên gọi thì nó là dihydroxit, dihydroxit hay còn gọi là nước nhé. Đấy, thế còn chất thứ hai là kết hợp giữa K và O, kết hợp giữa K và O thì là K2O. Thì loại chất nó là oxit, oxit kim loại, người ta gọi là oxit bazơ nhé, oxit bazơ. Đấy. Thì tên của nó là kali oxit. Bây giờ em làm đến chất thứ ba đi. Chất thứ ba là công thức là BaO. Kết hợp giữa Ba và O. Đấy. Để viết lại. Để xóa đi cho rõ nhé. Em kết hợp giữa Ba và O. Thì đã được là BaO. Vậy loại chất cũng là oxit bazơ. Tên gọi là bari oxit. Bari oxit. Đấy. Thế sau đó thì em sẽ làm cho này lần lượt hết tất cả các chất nhé. Hơn 100 chất thì em làm tất cả đi. Luyện tập thật nhiều vào cho nó kỹ, cho nó hiểu rõ vấn đề. Lại xong buổi sau để kiểm tra.